Rồi con sẽ điểm lại cái phần ba la mã ở trong cái lỗi chính tả. Đầu tiên là lỗi về viết hoa, phải đảm bảo viết hoa đúng quy tắc. Ví dụ viết hoa ở trong tiếng các cái tiếng ở trong cái tên riêng của người, tên riêng của những tổ chức, rồi tên riêng của những cái địa danh hay là gọi tôi cơ quan tổ chức, tên riêng của địa lý. Và thứ hai là trong lỗi chính tả thì chú ý lỗi về viết tắt cũng phải đúng quy luật viết tắt, chứ chúng ta không việc viết tắt tùy tiện. Và yêu cầu các thầy cô khi làm bài cũng vậy, không được viết tắt tùy tiện. Yêu cầu viết tắt trong những trường hợp nào thì quy định thì mới được viết tắt, còn không không được viết tắt bất kỳ yếu tố nào khác ngoài quy định ra. Lỗi thứ ba ở trong lỗi chính tả là lỗi về số và chữ. Thì trong quy định này, ví dụ như một số, tôi xin trình bày một số vấn đề sau, thì một số này không được ghi số 1 mà ghi chữ 1. Dạ. Với nhà tôi có 6 anh em thì không được ghi số 6 mà phải ghi chữ, chữ 6, chứ không được ghi chữ vào trong những trường hợp số. Nhưng chỉ trừ trường hợp là ngày tháng năm thì mới được viết bằng số. Cái vấn đề thứ hai ở trong lỗi số nữa là viết về chữ số La Mã và chữ số Latin. Dạ. Khi nào thì chữ số La Mã thì bắt buộc phải chữ số La Mã, còn khi nào chữ số Latin thì phải là chữ số Latin. Ví dụ như ở trong đại hội lần thứ 12 thì trong đó bắt buộc phải chữ số La Mã chứ không được viết chữ số Latin. Sang phần lỗi thứ tư ở trong lỗi chính tả là hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục về lỗi âm vị. Âm vị thì có hai lỗi: âm vị siêu đoạn tính và âm vị đoạn tính. Vậy đến nội dung thứ tư sẽ là lỗi về âm vị. Lỗi âm vị thì có hai loại. Một là lỗi về âm vị siêu đoạn tính. Siêu đoạn tính là một chút về thuật ngữ chuyên môn Con sẽ giải thích sau. Lỗi thứ hai là lỗi âm vị đoạn tính. Trong lỗi âm vị siêu đoạn tính thì là đơn vị không cắt ra được trong một tiếng, trong quá trình phát âm không thể ngắt ra được giữa chừng, nghĩa là nó sẽ kéo dài nguyên ở trong một tiếng. Ví dụ như từ nhà thì cái âm vị siêu đoạn tính là âm vị là dấu huyền, không thể ngắt ra được, nó sẽ nằm ở chỗ N hay là N hay là A, mà nó sẽ kéo dài từ khi phát âm cho đến kết thúc một tiếng, thì gọi là siêu đoạn tính hay gọi là không thể cắt được ở trong cái quá trình phát âm. Vậy ở trong lỗi siêu đoạn tính này chỉ tập trung chú ý vào lỗi dấu hỏi và dấu ngã, lẫn lộn giữa hỏi và ngã ở trong cái đơn vị siêu đoạn tính. Đơn vị thứ hai là đơn vị đoạn tính. Đơn vị đoạn tính nghĩa là cắt ra được ở trong một phát âm. Ví dụ như hồi nãy con nói từ nhà. Từ nhà là một tiếng và trong quá trình phát âm nó chỉ dừng lại khi kết thúc, và ở đây có thể cắt ra được nhờ và a. Vậy những cái đơn vị cắt ra được như thế này gọi là đơn vị đoạn tính. Trong đơn vị đoạn tính gồm có những phần sau. Thứ nhất là về âm đầu. Phần chính hay gọi là âm chính. Và có những âm có âm cuối, hoặc là sẽ bán nguyên âm cuối. Âm cuối hoặc là bán nguyên âm cuối nghĩa là có hai âm U và O cuối. Ở đây nó có thể lẫn lộn giữa U và O. Âm cuối hoặc là bán nguyên âm cuối. Rồi âm đầu, âm chính, âm cuối. Và sẽ đi lần lượt từng lỗi một ở trong cái phần 4 này. Lỗi đơn vị siêu đoạn tính và lỗi đoạn tính nó rất là dài dòng về vấn đề lý luận, nhưng con gom lại nó là nội dung nó như vậy. Lỗi đầu tiên là lỗi về âm vị siêu đoạn tính, là lỗi lẫn lộn giữa hỏi và ngã. Dạ, ở trong phần này các thầy cô sẽ nhận diện xem có một số tiếng nó thuộc dấu hỏi hay là dấu ngã. Con ví dụ ví dụ hiện tượng ghi sai thanh điệu có thể xảy ra ở hai thanh hỏi và ngã. Ở đây làm sao để phân biệt được đâu là hỏi đâu là ngã? Thì có một vài cái quy luật, nhưng quy luật nó chỉ phổ biến theo kiểu tương đối, không phải bất kỳ một trường hợp nào nó cũng có quy luật ở trong tiếng Việt. Cho nên hiện tượng này chủ yếu là các thầy cô quan sát sử dụng theo như là một thói quen và coi như là một kỹ năng dùng từ của mình. Có một vài quy luật, chút xíu con sẽ nói ở cái phần quy luật, nhưng nó chủ yếu nó rơi ở quy luật của từ lấy,
có lấy âm và lấy vần. Còn những hiện tượng khác thì coi như là sử dụng theo thói quen. Cho nên các thầy cô khi đọc chú ý ha, từ này họ nói là dấu ngã thì chú ý để lần sau sử dụng cho nó đúng. Hoặc là khi các thầy cô cảm thấy nghi ngờ, không biết hỏi hay ngã thì các thầy cô dở từ điển ra. Cái đó tra là chắc chắn nhất. Tất cả nội thông tin chuẩn mực nó nằm hết ở trong từ điển tiếng Việt của các thầy cô. Dạ, bây giờ các thầy cô giúp cho con ạ. Làm nhanh thôi ạ. Dạ, từ đầu tiên lãng mạn. Hỏi hay ngã ạ? Dạ, rồi. Nổi bật. Dạ, hỏi ạ. Khác hẳn. Dạ, hỏi luôn ạ. Vội vã. Dạ, ngã ạ. Chán nản. Dạ, hỏi ạ. Diễn đạt. Dạ. Dục dã. Dạ. Đọc nó đã thể hiện ra rồi. Giữ lại. Dạ. Gậy gõ cửa. Dạ, chắc chắn là phải hỏi ạ. Gõ cửa. Gõ cửa chứ không phải là cửa ngõ. Dạ, con gõ cửa. Dạ, phần dạ gõ cửa. Dạ. Phần thứ hai. Dạ, dấu ngã. Dạ, xin lỗi giải. Cửa ngõ cũng dấu ngã luôn ạ. Từ tiếp theo là ngã ba đường. Dạ, còn cho con hỏi là ngã đường. Anh ấy ngã mũ chào tôi rồi đi về ngã này. Dạ. Rồi anh ấy ngã mũ chào tôi. Ngã mũ chào tôi rồi đi về ngã này. Hiện tượng ngã ba đường. Đây là một hiện tượng đặc biệt. Dạ. Một hiện tượng đặc biệt ạ. Là dấu ngã, còn tất cả những ngã khác là dấu hỏi trừ té ngã. Trừ té ngã. Còn ngã nón, ngã mũ, ngã đường đều là dấu hỏi. Còn ngã ba đường là dấu ngã. Đây là một trường hợp đặc biệt ở trong cái từ ngã. Còn hiện tượng té ngã, dấu ngã là chuyện rất là bình thường. Dạ, tiếp theo ạ. Lỗi thứ hai là lỗi âm vị đoạn tính. Chúng ta sẽ đi về từng phần một ạ. Lỗi về phụ âm đầu. Một vài hiện tượng phụ âm đầu nó phổ biến. Hiện tượng này thì không phổ biến lắm, nhưng cũng có khi trường hợp sai. Ví dụ như từ trung thành với trung thành. Dạ. Dạ, sẽ có trường hợp ví dụ như vô hình trung hay là vô hình chung. Sẽ có những trường hợp như vậy. Vô hình chung. Việc gì đó ví dụ như im lặng trước nạn quay cớp hay là trước việc quay cớp là vô hình trung hay là vô hình chung? Đồng tình với cái xấu, ví dụ như thế. Vậy vô hình chung hay là vô hình trung ạ? Một hay hai ạ? Dạ, một là sai ạ. Dạ, hai ạ. Vô hình trung một cách gián tiếp. Một cách gián tiếp, cho nên vô hình chung là theo sử dụng, theo thói quen. Khi nói về vô hình chung, thật ra không đúng vô hình trung ạ. Vô hình trung là chúng ta đồng thuận với cái điều gì đó. Hay một cách gián tiếp, một cách trung gian, chúng ta đã đồng thuận với một điều gì đó. Rồi những cái hiện tượng khác, chờ với chờ thì nó ít phổ biến. Nhưng con cũng đưa ra để cho các thầy cô thấy. Hiện tượng thứ hai là S và X ạ. Hiện tượng này thì nó hơi đặc biệt. Bởi vì giọng của miền Nam không phân biệt được S hoặc là X. Còn ví dụ. Rồi S và X ạ. S và X. Ví dụ một cái món gọi là món súp. Vậy theo các thầy cô S hay là X thì mới đúng? Dạ, S là sai ạ. Đây là một cái phiên âm của tiếng nước ngoài. Thì khi phiên âm không sờ sử dụng S và món súp ạ. Nó từ phiên âm từ tiếng Anh cũng có mà tiếng Pháp nó cũng có ạ. Và khi phiên âm ra không giữ S mà sẽ chuyển sang là X, giống như là chúng ta đang phiên âm tiếng Việt vậy ha. Nó không có sử dụng S. Hoặc là những cái món ăn liên quan đến món món xôi hoặc là món xá xíu gì đó ha. Dạ, vân vân. Thì những hiện tượng món ăn đó sẽ là X chứ không S. Rồi có hai hiện tượng khác nữa. Bữa trước đã làm rồi ạ. S và X ạ. Khi con đi thi con sẽ cho một câu và nó có hai chỗ, một cái X, một cái S, và thầy cô chỉ cần bỏ vào hai chỗ trống cho đúng mà thôi.
Dạ, cũng đơn giản, ví dụ như ai đó làm cái gì đó xong rồi cái việc đó và hai chỗ trống thì thầy cô phải lựa đúng hai chỗ để bỏ vô. Ở giữa S và X thì có một câu giống như vậy á. Rồi ở trong ví dụ từ xương máu, xương máu thì chắc chắn là X chứ không thể S được ạ. Sum hợp thì S chứ không X được ạ. Dạ. Rồi chút xíu sẽ có nhiều bài tập dạ. Ở đây con nốt một vài màu đỏ. Không biết bữa hổm con có gửi chưa, chứ con mới thêm vô á. S này sẽ không kết hợp được với những cái vần OA, rồi OA, OE hoặc là OE. Phải, nó không kết hợp được với những cái vần như vậy, cho nên nó chỉ kết hợp với X mà thôi. Ví dụ như xề xòa, hà xâm xuê, vân vân. Dạ. Đó, vậy là hiện tượng S này nó không kết hợp được với những cái âm OA, OA hoặc OE, OE. À, dạ, những hiện tượng này à, thì nó không có, không kết hợp được với những cái âm như vậy, thì chỉ có X mới kết hợp được thôi. Rồi hiện tượng thứ hai là hiện tượng từ lấy phụ âm đầu có tất cả những tiếng đều là S hoặc X à, rất là dễ. Khi có một một từ nó cùng S hoặc là cùng X à, vậy thì nhìn à, có một từ mình biết chắc chắn rằng S hoặc X thì từ kia chắc chắn sẽ là đi cùng, chứ không thể một từ phụ âm đầu nó có S và từ phía sau nó là X, không có chuyện đó. Không có một chuyện một S một X ha, không có chuyện đó. Chỉ có X và X hoặc là S và S à, hoặc là từ ha xoay sở. Nếu như các thầy cô biết chắc cái từ xoay thì X rồi thì cái từ sở ở phía sau chắc chắn là phải X. Hoặc là từ sinh cũng vậy, khi các thầy cô biết chắc từ sinh này là X rồi, chắc chắn từ sắn ở phía sau phải là X, chứ không thể S được, không thể một S một X. Và từ lấy bộ phận vần thường là X, thường thôi dạ. Bộ phận vần là lấy cái âm phía sau O, A, N, O, A, rồi Ơ, M, O, Y, vân vân. Những trường hợp như vậy thì nó sẽ là X. À, trừ trường hợp nó có cái từ lụp sụp. Dạ, lụp sụp. Và lụp sụp này trong từ điển thì có hai từ à, khi thầy cô xem cái từ điển thì cô sẽ thấy có những cái dấu hiệu để các thầy cô có thể nhìn à, con hướng dẫn chút xíu về các thầy cô đọc trong từ điển, nhìn những dấu hiệu trong từ điển biết rằng nó là cái gì. Khi các thầy cô đọc từ, con ví dụ như từ lụp sụp, thì ở kế bên các thầy cô sẽ có ghi là NV hoặc là N, xin lỗi, CN, CV à, lập sập. Vậy thì nghĩa là trong từ điển này họ chấp nhận hai trường hợp cũng nói hoặc là cũng viết cái từ này à. Còn nếu như các thầy cô gặp một cái trường hợp, gặp trường hợp cái từ lẫn quẩn, họ sẽ không định nghĩa gì cho thầy cô cả mà chỉ có ghi là ít chấm luẩn quẩn. Vậy thì sao? Nghĩa là từ này vẫn chấp nhận trong từ điển nhưng nó không định nghĩa, và thầy cô muốn coi định nghĩa phải coi từ luẩn quẩn. Vậy từ này là từ đang có ưu thế và từ này là từ mà sẽ hạn chế dùng. Rồi một đến lúc nào đó thì người ta sẽ bỏ luôn từ này. Nhưng muốn bỏ thì một giai đoạn họ sẽ giao thời à, hiện tại thì chấp nhận cả hai, nhưng từ nào không định nghĩa và kêu ít chấm, nghĩa là xem cái từ này, nghĩa là từ này nó đang ít dùng à, và nó sẽ mất trong từ điển. Nhưng trước khi mất nó sẽ được để như vậy. Đến lúc nào đó từ điển quá nhiều thì nó sẽ biến mất và không còn thông dụng nữa. Khi các thầy cô cầm từ điển trên tay, nó có rất nhiều cái dấu hiệu: danh từ, động từ, tính từ, trợ từ. Rồi có những cái dấu hiệu về phong cách, ví dụ như bình dân, trang trọng, rồi chuyên môn, ít dùng, thông tục. Thông tục là những cái từ mà thô tục đó. Rồi có những cái hiện tượng khác nữa ha, có nhiều nhiều lắm. Cảm từ, rồi bóng, rồi trái nghĩa, rồi đồng nghĩa, nghĩa bóng á. Rồi có những hiện tượng khác nữa, ví dụ như là ca dao,
vân vân tục ngữ, những cái dấu hiệu này thì các thầy cô xem từ điển phải biết nó là cái gì để mà mình tìm cho nó hợp lý, xem cái đây là từ loại gì và nó có những dấu hiệu nào về mặt phong cách, về mặt ngữ dục. Chứ cầm quyển từ điển trong tay mình chỉ biết là tra nó đúng chính tả hay chưa, hoặc là tra nghĩa nó là gì, thì chưa sử dụng hết được chức năng của một quyển từ điển á, để xem coi nó ít dùng hay là nó là thuật ngữ chuyên môn, hoặc là nó là một cái hiện tượng nào khác trang trọng hay là bình dân, chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Rồi về nghĩa, về nghĩa thì con có nói một vài ý. Về mặt thức ăn thì đa số 90% là viết với ít, còn những từ để chỉ hơi, cái hơi ra thì nó sẽ là ít, cái từ ít, cái hơi, cảm giác cái hơi nó tống ra ngoài, cái hơi nó tống ra ngoài xì, một cái gì đó tống ra ngoài. Còn hiện tượng như nó sụp xuống ha, và nó thấp hơn một cái best ra, một cái mức bình thường, thì đó là dùng S. Dạ. Đó, ví dụ như sụp ha, sẩy xuống kém gì đó vân vân. Đó là những hiện tượng xa, xa xuống hay là xuống kém. Dạ. Đó là những hiện tượng nó thấp hơn những cái mặt bằng bình thường thì dùng S. Còn hiện tượng hơi nó có tống ra ngoài thì là is, là những hiện tượng đó để các thầy cô dễ có thể quan sát và thấy được cái sự khác biệt giữa s và is nó như thế nào. Rồi những cái từ chỉ quan hệ, về phần lớn về quan hệ ngữ pháp, ví dụ cái từ sự này, sự này thì tự động biến về mặt một cái sự việc nào đó, ví dụ nó lại là động từ thì thêm chữ sự này vào nó sẽ biến thành một danh từ. Hoặc là từ sẽ thì quan hệ ngữ pháp nói về hiện tại, quá khứ hay tương lai. Ví dụ từ sẽ này thì nói về hiện tượng là tương lai, liên quan đến về mặt ngữ pháp, nghĩa là nó không liên quan đến mặt ngữ nghĩa nhiều. Ví dụ sự việc này hay là việc này thì nó sẽ tách bạch rõ một cái từ loại là danh từ với một cái từ loại là động từ. Dạ. Rồi sẽ này thì ở trong tiếng nước ngoài nó sẽ chia từ loại, nhưng ở trong tiếng Việt chỉ cần có từ sẽ này vào để biết có hoạt động đã diễn ra hay là đã chưa diễn ra hay là sắp diễn ra. Còn từ sẽ này để chỉ một hiện tại ở tương lai. Còn từ xong, từ xong này cũng chỉ về mối quan hệ ngữ pháp, mối quan hệ qua lại, ràng buộc, phụ thuộc với nhau, có sự liên kết giữa yếu tố này với yếu tố kia. Cho nên từ xong này không có ít, từ xong ít là một việc gì đã kết thúc rồi thì mới ít. Còn đằng này nó có mối quan hệ ràng buộc giữa hai vế. Ví dụ như thầy cô làm việc này rồi, xong tiếp tục làm một việc gì nữa, có mối quan hệ ràng buộc. Và nó nhằm mục đích để làm gì, để liên kết là chính. Cho nên nó không thể is mà nó là s. Những hiện tượng như vậy còn liệt kê ra để các thầy cô có thể nhìn để mà nhớ cho dễ á. Rồi tiếp theo, vờ giờ thì dân miền Nam. Dạ, con là dân miền Nam cho nên con nói đi về hoặc là đi vô. Và đó là chuyện rất là bình thường, nhưng nói là một chuyện, nhưng khi viết phải là cho đúng á. Nói thì làm sao cũng được, các thầy cô có thể nói con cá rô cũng được, nhưng mà khi viết là phải con cá rô ạ, chứ không thể là con cá rô đâu. Dạ. Nói động địa phương thì người ta có thể hiểu được, nhưng khi viết phải chuẩn mực. Dạ, chuẩn về tiếng toàn dân. Vậy sai hay coi là lẫn lộn giữa vờ với giờ chắc chắn là giọng miền Tây và giọng miền Nam ạ. Rồi hiện tượng tiếp theo là gì với giờ. Gì với giờ thì hoặc là gì với chờ thì thường là giọng miền Bắc ạ. Giọng miền Bắc thì phức tạp hóa vấn đề, còn giọng miền Nam là đơn giản hóa vấn đề. Hay cũng là do đặc tính vùng miền thôi các thầy cô. Ở miền Nam thì đơn giản, sống đơn giản, ruột để ngoài da. Có sao nói vậy? Bởi vì thiên nhiên trù phú, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều, chẳng có gì phải lo lắng nhiều, cho nên mọi thứ rất đơn giản. Qua tay của người miền Nam mọi thứ đập dẹp hết. Không có gì là bao nhiêu thủ tục qua bên đây thì sẽ đơn giản hóa. Bao nhiêu lễ, bây giờ 4-5 lễ thôi, gọn lại lễ hay lễ thôi, cho đơn giản ạ. Tại vì miền Nam là dân nhiều, người nhập cư tứ xứ từ Bắc, Trung và cả những cái khu vực ở các dân tộc thiểu số, ví dụ Khmer. Vậy thì ở khu vực miền Nam thì sẽ đơn giản hóa vấn đề, nhưng ở miền Bắc thì sẽ phức tạp hóa vấn đề. Ví dụ như từ gì, từ gì sẽ sử dụng rất là nhiều trong cái âm, cả âm trời. Trời thì ít có nói chữ trời mà nói chữ rời. Dạ, chữ rời để cho nó đặc giọng địa phương và cho nó phức tạp hóa lên một cái âm tiết nữa thôi, chứ không có gì hết. Dạ. Còn ở đây có một vài hiện tượng, ví dụ thúc, dục, di và giờ. Thúc, dục,
Đây cũng là một hiện tượng sai của miền Nam. Miền Nam Z biến thành giờ cho nó giản đơn hơn. Bình thường thì phải đúng với nó là thúc giục thì mới đúng nha. Hoặc là gian dối, còn vào giọng miền Nam là gian dối hết à. Dành dụm hay là dành lại vậy. Giữa cái dành hai đứa bé dành đồ chơi với nhau, đọc như vậy là không đúng với là dành. Hiện tượng dành giật, dành qua dành lại thì gì, nhưng qua giọng Việt Nam cũng biến thành giờ hết ạ. Và tất cả những hiện tượng khác vậy, giữa cái dành và để dành, để dành chứ không có để dành. Để dành là mình để qua một bên để mà lần sau mình xài tiếp, còn dành lại nghĩa là chúng ta phải lấy ha, lấy lại của một người nào đó hoặc là của một ai đó. Thì gì vậy, giữa cái gì và giờ này qua giọng miền Nam sẽ bị lẫn lộn. Rồi hiện tượng tiếp theo hiện tượng này thì cũng rất là hiếm hiện tượng này kiểu như là hơi ngọng một chút. Chữ G với chữ R, run tị cũng có nhưng mà hiếm, có một vài vùng miền có nhưng mà rất là ít. Rồi giữa âm H và âm W cũng vậy. Bông hoa, dạ nói chữ bông hoa là biết dân nào luôn rồi ạ. Bông hoa thì không nói là người nào tên hoa, thì qua giọng của cũng khu vực miền Nam luôn. Vậy để chứng tỏ từ hồi nãy giờ ta thấy rằng miền Nam sai chính tả nhiều hơn. Dạ, người miền Nam sai chính tả rất là nhiều ạ. Mà nếu như phát âm như thế nào mà viết lại như thế đó thì không biết kiểu nào nữa, không biết chấm. Mà sửa lỗi là cũng là đủ mệt rồi. Ví dụ như là huyên, huyện ha, huyền, hoặc là hoa hòa huyện, nguyện huyện với nhau, họ huyên náo hoặc là bông hoa. Những hiện tượng đó là hiện tượng sai. Vậy thì ở đây có cái sự thay đổi. Đọc nếu đọc huyên thì huyển, huyền hoặc là hòa thì nó lại hơi uống cả cái miệng, cho nên nó lại phức tạp quá. Cho nên thôi thì quờ hết cho nó dễ cho nó đơn giản tại vì cuộc sống này có bao nhiêu đâu ha, cho nên thôi cứ đơn giản hóa cho nó tiện Rồi chú ý một vài hiện tượng khác nữa. Đồ vật trong nhà thì chăn, ché hoặc là chiếu chỉnh châm vân vân, thường là chủ yếu là âm chờ. Rồi ở đây con có gửi cho tài liệu cho các thầy cô về vấn đề chuyện và truyện. Chuyện và truyện, bởi vì ở trong đây nó liên quan đến một cái câu hỏi á, câu hỏi trắc nghiệm, không phải câu hỏi trắc nghiệm mà các thầy cô sẽ bỏ vào trong hai chỗ trống mà. Ví dụ như anh ấy viết về, ví dụ như sẽ có hai từ anh ấy viết chuyện hay là chuyện về, chuyện hay là chuyện gia đình. Ví dụ anh ấy viết chuyện về chuyện gia đình. Đây cũng là một trong những các thầy cô sẽ gặp các thầy cô những hiện tượng con ghi chú thì các thầy cô nhớ. Rồi truyền và truyền, cái ý thứ hai là truyền và truyền. Ví dụ như con cũng ghi cho đơn giản thôi anh ấy truyền ví dụ anh ấy là truyền máu gì đó trước khi ra sân tập truyền bóng. Vậy thì con thiếu cái tiểu máu anh ấy truyền máu trước khi ra sân tập truyền bóng. Giữa truyền và truyền thì nó có hai chỗ gọi là gần âm nhưng mà nghĩa thì nó cũng gần gần với nhau chứ nó không đồng nghĩa hoàn toàn. Rồi vậy thì hành động truyền là hành động mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường, và hành động truyền thì có thể ẩn, người ta có thể không thể thấy được bằng mắt thường, người ta có thể biết được. Truyền lửa, truyền lực hay cái gì đó truyền đạo chứ không thể là truyền được. Chúng ta có thể truyền tài liệu từ ở trên xuống thì được, chứ không thể là truyền tài liệu từ trên xuống được. Tiểu thứ hai là sai âm điểm Ở đây có những trường hợp có hoặc là không có, lanh quanh. Ở đây cũng là trường hợp giọng miền Nam. Loanh quanh thì không nói là lanh quanh. Nói như vậy người ta cũng hiểu Lây quay, tôi lây quay từ sáng đến giờ. Lây hoay, loằng ngoằng, lắc chắc, ngó ngoáy, ngọ ngoại gì đó vân vân. Vậy ở trong những trường hợp này có thể chúng ta thấy lẫn lộn giữa O với U, hoặc là bỏ luôn, mất luôn cái phần âm điểm. Để làm gì? Để cho phát âm nó dễ dàng hơn. Nhưng như vậy
là sai, dạ sai chính tả. Rồi hiện tượng tiếp theo là âm chính ạ. Âm chính á và ớ ạ. À, phần này các thầy cô cũng có bài rồi, chắc ở nhà cũng đã xem rồi ạ. Và gạch cho con thử xem những cái từ nào là từ đúng á. Câm và câm, ví dụ như trong câm vẫn. Dạ, câm á đúng không ạ? Dạ. Che lấp ạ. Che ớ dạ, tái lập. Dạ lập ớ ạ. Ờ, trùng lập ạ. Dạ á, trùng lập. Một cái sự lặp lại là á. Tối tâm. Dạ, tâm cũng á luôn ạ. Ớ ạ, dạ, xâm lăng ớ. Hâm hở. Dạ á, đầm thấm. Dạ á luôn ạ. E ấp. Dạ ớ. Hấp tấp. Dạ ớ luôn ạ. Đó là những cái từ rất là dễ để nhận thấy ạ. Dạ, sai và âm chính ạ. Rồi hiện tượng tiếp theo là sai giữa o, ô và ơ ạ. O, ô và ơ. Vậy, xem cái từ bóc lộ. Dạ, bóc o. Nếu bóc ô là mình bóc một cái gì đó ha. Dạ. Còn cái bóc lột này chúng ta không phải bóc trần gì đó ra từng lớp một à, mà là một dạng hướng trừu tượng thôi. Khái niệm trừu tượng. Tận gốc ạ. Dạ, ô ạ. À, nếu như gốc O thì đang nói về một cái không gian ở một cái corner nào đó dạ. Chớp mua ạ. Dạ O. Chớp lấy. Dạ hồi hộp thì dễ rồi ạ. Đớp chát. Đớp này là không đúng mà, bởi vì đớp này nó liên quan đến hành động của một con cá. Đớp mồi. Còn ở đây đớp chát là người đó hơi hơi đanh đá, hơi chanh chua một chút ạ. Cho nên không phải đớp mồi đâu. Hợp nhất. Ơ ờ, ạ, bởi vì nếu hợp O thì nó là liên quan đến một cuộc họp nào đó, họp tổng kết hay họp hội nghị gì đó. Bợp tai. Dạ O ạ. Dạ O ạ. Hồi đó là như hiện tượng O, O. Dạ Y, E. Và Y, E thì rất là dễ á, những cái từ rất là quen thuộc ạ. Điều đặng hay là đều đặng ạ. Đều đặng dạ. Điêu đứng Y, E hay là Y, U ạ. Chắc chắn rồi dạ, nhìn cái từ này quen ạ. Đẻo ạ. Đẻo cán dạ. Dạ ê ạ. Con kim kẹp ê hay là y ạ. Dạ y ạ. Và ở trong đây từ điển nó cũng sẽ có hai từ à, trong cái từ kìm kẹp trong từ điển thì sẽ ghi là cũng viết hay là cũng nói. Kìm y ê m. Vậy ở trong trường hợp này sẽ có hai hiện tượng IE và IEM thì nó cũng à, nhưng chữ kềm này là không được. Bởi vì khi cái âm kềm mà ra để một hành động kềm mà nó chắc lại thì nó lại không hợp. Kìm kẹp hay một cái hành động rất chắc chắn để giữ một cái gì đó. Còn kềm ở kia là cái âm E nữa. Âm E nó phát ra nó không thể nào nó thể hiện đúng cái nội dung của thông tin. Kềm kẹp nghe nhẹ quá nó không hợp. Chỉ có kìm kẹp ha. I E thì nó càng chắc hơn nữa dạ. Rồi chịu đựng thì dễ rồi. I U dạ. Hiu quạnh dạ. Nâng niu. Tìm này đáng lẽ còn một I E nữa ạ. I E và I M ạ. Nó là I E hay là im I E M im ạ. Dạ I E ạ. Dạ con thiếu một cái từ ạ. I E M im. Tiềm ẩn. Thất thểu hay thất thiểu ạ. Thất thểu. Thểu U. Dạ E U ạ. Thất thểu. Đi mà không định hướng ạ. Rồi hiện tượng U và U O. Hiện tượng này thì các thầy cô cũng sẽ có một câu ạ. Cũng có hai chỗ tuổi thân nhưng hai hiện tượng này hoàn toàn khác nhau ạ. Dạ có hai trường hợp các thầy cô sẽ phải chọn. Cô ấy nên thường. Dạ cô ấy tuổi hơn nên thường tuổi thân. Dạ dạ vậy tuổi thân đây là một ạ. Dạ phải viết hoa cái từ thân bởi vì đó là cái tên riêng của một năm ạ. Là năm con khỉ ạ. Và cô ấy thường hay tuổi thân. Dạ cho ra đúng ạ. Rồi mũi lòng cũng dễ ra đen đuổi ra. Mấy cái từ này nó quá quen rồi ạ. Thế thì cô sang với con ư và ư ơ. Ư và ư ơ. Chửi ạ. Ư y. Dạ. Ư y ạ. Rồi cưỡi cổ tức
tuổi cũng ư ơ ạ. Dạ, cái hiện tượng này cũng quen ạ. Rồi các thầy cô cho con cái hiện tượng tiếp theo. Ư, ư, u và y yêu. Con heo hay là con hươu ạ? Dạ, con nghe có rất nhiều người nói con hươu ạ. Đi châm cứu ạ, dạ có ạ. Dạ, rượu, đi uống rượu ạ. Dạ. Dạ, vậy thì hiện tượng ha, y u này là hiện tượng khi đọc phát âm ra như vậy. Thật ra đúng là ư, ơ, u, hở, hưu. Dạ, rồi rượu, rượu, ư, ơ, u, rượu, 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 chứ không phải rượu. Y u, thì đó là rượu, không đúng ạ. Rồi hiện tượng tiếp theo là hiện tượng lẫn lộn giữa âm cuối là bán nguyên âm O hoặc là U. Dạ. Dạ, đi từ báu vật, dạ, đọc thì biết ạ. Báu vật là cách đọc của giọng miền Nam. Nhưng đúng ra là báu vật và biến cái chữ U này đọc giống như chữ vần Âu vậy. Câu có ạ, lâu lách. Rồi, từ láo lĩnh này là lấu lĩnh hay là láo lĩnh ạ? Dạ, lấu lĩnh ạ. Miếu máu hay là miếu máu ạ? Dạ, miếu máu ạ. Trâu chuốt, hỗn láo hay hỗn lấu ạ? Dạ, o, hỗn láo ạ. Rồi còn cái phần y ngắn và y dài. Thì những cái từ nào quen thì không có quay lại mất thời gian. Vậy cho con biết cái từ lo ngay ngái hay lo ngay ngáy ạ? À. Dạ, lo ngay ngáy ạ. Tiếng tiếp theo âm âm cuối, âm cuối cờ tờ. Dạ, đây là một cái âm phức tạp, nó giống như s x của âm đầu vậy. Đây là những cái âm sai mà nó gọi là tần suất nó rất là cao ạ. Dạ, biền biệt buộc miệng. À, chất pháp bữa mình học mình làm rồi, từ này thì khỏi làm nữa. Dạ. À, chất phát thì phát c chứ không phát t ạ. À, các thầy cô cứ dựa vào trong từ điển của quốc gia thầy cô so sánh. Biền biệt t hay c ạ? À? Dạ, buộc miệng. Dạ, nếu c là gì ạ? Nếu t là gì con sẽ là nếu c là gì và nếu t là gì ạ? Cột lại. Dạ, cột lại. Còn buộc, buộc mà tự động mình nói ra mà không có ý thức á thì buộc đó là buộc tê ạ. À, còn buộc mà xê là chúng ta cột cái miệng chúng ta lại ạ. Dạ, heo hút ạ. À, lũ lượt. Dạ, từng lần một ạ. Mất mát nào ạ? Dạ, tê ạ. Gió thổi mang mát hay là gió thổi mang mát ạ? Dạ, gió thì là tê. Dạ, cũng có một câu luôn. Dạ, con ghi luôn. Trong một câu, trong một cái bài nào đó, các thầy cô sẽ gặp có hai từ mang mát. Gió thổi mang mát làm lòng tôi buồn mang mát. Dạ, dạ có gặp như thế ạ. À, dạ, bình thường các thầy cô sẽ gặp như vậy ạ. À, chứ không có cho câu riêng lẻ. Dạ, vậy gió thổi mang mát. Dạ, mát đầu tiên là mát tê ạ. À, lòng tôi buồn mang mát. Dạ, mát xê ạ. À, dạ, đó là hai cách thì cô sẽ bỏ đúng vào ở vị trí hai chỗ. Nhưng có những từ, có những câu con cho hai chỗ, có ba bốn từ nhưng sử dụng con từ một. Dạ. Dạ, lâu lâu cũng phải phân loại. Dạ, à, giỏi và dạ, xuất sắc, giỏi khác. Dạ, cũng phải phân ra. N với ngờ. Dạ, N với ngờ thì nó cũng dễ. Dạ, có những vài từ thì đã biết rồi ạ. Không có gì quá khó ạ. Rồi, từ này thì quen quá rồi ha. Dung túng, hiên ngang. Rồi, hoan hỷ. Các thầy cô sử dụng rất là nhiều ạ. À, con thấy thầy cô rất là sử dụng nhiều rất là từ này. Rồi, từ lãng mạn thì cũng đã quá quen rồi ạ. Và có, ở đây con không có đưa ra từ đó nhưng con nói luôn. Có hai từ các thầy cô cũng sẽ gặp luôn ở vào một cái dịp nào đó, đó là hai từ bàng quang. Thầy cô sẽ có hai từ bàng quang trong một câu ạ. À, anh ấy, con ghi luôn ạ. À, rồi một chỗ trống, trước bệnh hỏi của mình. Anh ấy bàng quang trước bệnh bàng quang của mình. Dạ, giờ các thầy cô sẽ bỏ đúng vào vị trí 1, 2. 1 là từ nào ạ? Dạ đúng ạ. Đây là 1 ạ. Đây là 2 ạ.
Bàng quang là một cái thái độ ha, không quan tâm gì đến á. Còn bàng quang có rê này là một cái bệnh liên quan đến cái hệ tiết niệu. Dạ, vậy anh ấy bàng quang trước bệnh ha, trước bệnh bàng quang, con xin lỗi, trước bệnh bàng quang của mình. Thì đó là một câu mà thầy cô sẽ gặp vào một cái dịp đẹp trời nào đó ạ. Rồi đến phần 4 La Mã, mẹo. Mẹo này nó rất là dài dòng nhưng không có nhiều thời gian, cho nên tài liệu các thầy cô tự đọc và con sẽ tóm ý là hôm nay các thầy cô phải cùng với con kết thúc cái chương trình về chính tả và qua luôn về vận dụng từ, còn nếu không sẽ không đủ thời gian nữa. Mẹo luật thì cũng chỉ là tương đối và cũng chỉ sử dụng một vài trường hợp mà thôi, bởi vì tiếng Việt không có một cái chuẩn mực nào cả về tuyệt đối và không có chân lý nào tuyệt đối cả, và cả vấn đề mẹo luật trong chính tả tiếng Việt cũng vậy, không là ngoại lệ. Cho nên ở đây các nhà ngôn ngữ chỉ sưu tầm được một vài cái mẹo luật coi như là phổ biến chứ không phải là tuyệt đối ạ. Về mẹo luật đầu tiên, đó là mẹo luật cho từ lấy âm. Trong từ lấy âm này các thầy cô sẽ nhớ có hai cái luật sử dụng, mỗi luật là có ba cái dấu đi cùng với nhau. Dấu đầu tiên, cái dấu này đi cùng với nhau là huyền, dấu ngã và dấu nặng. Dấu thứ hai là dấu hỏi, sắc và thanh ngang. Các thầy cô phải thuộc thôi, không còn cách nào khác ạ. Một từ lấy âm, các thầy cô không biết rằng hỏi hay ngã thì nhìn cái từ đi cùng, nếu huyền hoặc nặng thì nó sẽ là ngã, còn nếu là sắc hoặc là thanh ngang hay thanh không á thì nó sẽ là hỏi. Dạ, đơn giản như vậy thôi ạ. Có một vài cái luật ở trong cái cuốn sách của thầy Hà Túc Hoang, thầy có ghi rằng mẹo luật này là em huyền mang nặng ngã đau, rồi hỏi không sắc thuốc biết bao giờ lành. Các thầy cô có thể nhớ cái luật em huyền mang nặng rồi ngã đau, rồi hỏi không sắc thuốc biết bao giờ lành. Thì đó là cách mẹo để các thầy cô nhớ ba âm này, để đi ba dấu thanh điệu này nó đi cùng với nhau, ba dấu thanh điệu này nó đi cùng với nhau. Dạ, đó là con gom nội dung là ở trong cái phần nội dung bài con đã gửi cho các thầy cô. Hiển nhiên trong mỗi loại đều có những cái ngoại lệ của nó, thì con cũng đã cố gắng liệt kê một vài cái trường hợp ngoại lệ ở trong cái bài con gửi cho các thầy cô rồi. Dạ, ở trong sách của thầy Hà Thúc Hoang cũng có. Rồi ở trong cái phần này thì nó rất là dài nên con sẽ đây. Dạ, cho nên phần lý luận rất dài và nó rất là khó nhìn, con chỉ liệt kê ra. Thanh ngang đi với âm tiết có dấu hỏi, vậy là thanh ngang đi với dấu hỏi. Con ví dụ ở trong tài liệu các thầy cô cũng đã có sẵn luôn. Vậy ngang cộng với dấu hỏi, đây là ở trong tài liệu các thầy cô đầu tiên. Âm tiết có thanh ngang đi với âm tiết có thanh hỏi, vậy ví dụ như từ thanh ngang là từ bao thì từ bảnh bao, thì cái vậy từ bảnh này nó không thể ngã được mà là phải dấu hỏi. Hoặc là từ rũ rê thì từ rê là thanh ngang, thì từ rũ này bắt bắn chắn phải là dấu hỏi, không thể dấu ngã được, bởi vì đây là dạng lấy của phụ âm đầu. Dạ. Rồi cũng có một vài trường hợp ngoại lệ thì con cũng đã gửi rồi ạ. Một vài trường hợp ngoại lệ ngang nhưng mà đi với dấu ngã. Rồi hiện tượng tiếp theo, sắc đi với thanh hỏi. Sắc đi với thanh hỏi, sắc cộng với thanh hỏi ạ. Vậy ở trong luật này, hỏi sắc không này sẽ có hai loại, thanh ngang cộng với thanh hỏi hay thanh không cộng với thanh hỏi, và thanh sắc cộng với thanh hỏi. Dạ. Ví dụ như ở đây từ cứng cõi, vậy dấu sắc thì từ cõi này không thể dấu ngã được, và là thanh hỏi. Dạ. Từ lấp lửng cũng vậy, từ lửng này không thể ngã được mà phải hỏi, bởi vì đi cùng với thanh sắc. Thứ hai, thật ra con dùng từ bậc thấp và bậc cao thì nó liên quan đến ngữ âm học, đang nói về bằng và trắc thì nó hơi chuyên sâu cho nên con tóm ý lại cho nó gọn. Ở bậc thấp, bậc thấp thì có huyền, ngã và nặng nằm ở âm thấp, còn hỏi sắc ngang là âm cao ở trong cái phần ngữ âm để gieo vần ở trong thơ á.
Rồi vậy thì ở trong cái bậc thấp hay bậc huyền ngã nặng thì cũng vậy, cũng có ngã đi cùng với huyền cộng với ngã, và nặng đi cùng với ngã. Dạ, cũng ra hai loại giống như vậy. Đầu tiên là huyền đi với ngã. Vậy ví dụ như từ bão ở đây không thể dấu hỏi, bởi vì từ bùng này là dấu huyền rồi. Dạ, còn những cái hiện tượng khác cũng vậy ha. Rồi não nề cũng vậy, huyền thì đây là một cái từ lấy âm ha, cho nên thanh huyền sẽ kết hợp với dấu ngã chứ không thể dấu hỏi ạ. Rồi có một vài trường hợp ngoại lệ ạ. Huyền nhưng mà đi với hỏi, ví dụ như từ bền bỉ, rồi từ chồm hởm chèo bẻo thì mình mẩy đó. Dạ, có một vài cái hiện tượng thì cô chú ý á. Rồi tiếp theo thanh nặng đi với thanh ngã. Vậy những cái hiện tượng đã có nặng rồi thì chắc chắn những cái từ lấy âm nó sẽ là ngã chứ không thể hỏi được ạ. À, ví dụ như từ rộn rã thì đã nặng rồi thì từ rã này không thể vô hỏi được ạ. Và có một vài trường hợp ngoại lệ, nặng mà đi với dấu hỏi thì các thầy cô cũng tự xem ạ. Mèo thứ ba hay là con chân mèo thứ hai là lấy vần. Các thầy cô chỉ cần nhớ là một là lấy âm, hai là lấy vần. Lấy vần, lấy vần thì hỏi cùng hỏi và ngã cùng ngã. Lấy vần thì rất là dễ á, nghĩa là lặp lại cái vần thì gọi là lấy vần, hỏi cùng hỏi và ngã cùng ngã. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. À, ví dụ à, ví dụ như từ đụng đỉnh cả hai cùng hỏi, lững thững cả hai cùng ngã, hoặc là từ mẫm mỉm cả hai cùng hỏi ạ. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Đây con không có ghi, để con ghi cho các thầy cô ngoại lệ. Ngoại lệ ví dụ như từ sửa chữa không thể cùng hỏi hoặc là không thể cùng ngã được. Nếu như sửa cả hai cùng ngã thì sửa đây là sửa khác, thành là nghĩa sửa khác rồi. Còn nếu chữa mà dấu hỏi cùng với dấu sửa thì chữa này cũng là chữa khác rồi à. Cho nên hai cái này không thể cùng hỏi hoặc là cùng ngã được. Vậy đó có những vài một cái hiện tượng mà phải chú ý ạ. Rồi tiếp theo ạ, cái phần này con để cho các thầy cô tự đọc. Phân biệt giữa từ lấy và từ ghép, con chỉ liệt kê một vài hiện tượng các thầy cô phân biệt giúp cho con. Từ lấy, các thầy cô nhớ rằng từ lấy là những từ về mặt âm tiết có mối quan hệ về mặt ngữ âm. Còn từ ghép là những từ hay là những tiếng có mối quan hệ với nhau về mặt nghĩa. Dạ, con sẽ tóm ý lại cho các thầy cô phân biệt rõ giữa từ lấy và từ ghép để mà thực hiện các cái quy luật này cho nó đúng ạ. Phân biệt giữa từ lấy và từ ghép. Vậy, từ lấy là những từ có mối quan hệ với nhau hay là những tiếng có mối quan hệ với nhau trong từ á, về mặt ngữ âm. Về mặt âm hay về mặt ngữ âm. Để làm gì? Để sắc thái hóa cái tiếng gốc của nó. Hả? Cái tiếng gốc. Còn từ ghép là những từ, những tổ hợp từ, những tiếng trong tổ hợp từ đó có mối quan hệ với nhau về mặt nghĩa. Để làm gì? Có hai loại. Để dị biệt và để tổng hợp, hay gọi là để phân lập và để tổng hợp. Vậy từ lấy thì để sắc thái hóa, còn từ ghép để mà phân lập hay là dị biệt cái đối tượng, hoặc là để tổng hợp cái đối tượng. Còn ví dụ, xanh là từ gốc, con sẽ sắc thái hóa hay gọi là hiện tượng âm hóa nó. Chúng ta có xanh sao. Dạ, xanh sao. Hay con có từ dễ thì con sẽ sắc thái hóa thành dễ dàng. Dạ. Vậy xanh khi kết hợp với một yếu tố sắc thái hóa là xanh sao thì cái xanh này nó được hạn định và nó rõ ràng hơn. Còn dễ, khi các thầy cô nói dễ không thì nó chưa thể hiện cái mức độ. Khi nói dễ dàng thì nó sẽ hạn định sắc thái hóa cái mức độ của nó. Ở đây về mặt không thể là định lượng được, chỉ là định tính thôi.
Dạ ước chừng nó à, cái mức độ này dễ, cái này dễ lắm, cái này dễ dàng thì cái mức độ nó tăng lên, hoặc là khi xanh cái thầy cô cho cái tự xanh thêm một yếu tố xanh nữa thì cái mức độ xanh này nó bắt đầu giảm xuống, nghĩa là sắc thái hóa nó thứ nhất là để giảm, tăng hay là giảm, hoặc là nó mang một cái yếu tố khác. Ví dụ từ dễ dàng thì khác, nhưng con lấy dễ dãi thì nó một mang một cái màu sắc khác ạ. Dạ. Cô bé này rất là dễ, hay là cô bé này rất là dễ thương, nhưng mà con nói cô bé này rất là dễ dãi, sắc thái khác hoàn toàn. Dạ. Nhưng ở từ dãi này tách ra nó không có nghĩa. Vậy ở trong từ ghép các thầy cô chú ý là gốc của nó có nghĩa, nhưng những cái yếu tố để mà lấy thường là không có nghĩa, không có nghĩa. Vậy cái từ, con ghi lại cái từ hồi nãy ạ. Vậy đây là từ lấy hay từ ghép ạ? Từ lấy hay từ ghép ạ? Từ đụng đỉnh chắc chắn là lấy, bởi vì gốc có không có nghĩa, hoặc là xin lỗi, cái từ yếu tố lấy không có nghĩa, hoặc là cái gốc nó không có nghĩa luôn, và hai yếu tố này đều không có nghĩa. Nó chỉ thể hiện một cái sắc thái hay một cái mức độ nào đó, đánh giá một sắc thái, một mức độ nào đó mà thôi, chứ nó không hạn định lại một đối tượng. À, cho nên đây cả hai yếu tố gốc và yếu tố lấy của nó đều không có nghĩa, nhưng khi ghép lại với nhau thì nó có nghĩa. Bởi vì sao chúng ta biết đó là từ gốc? Bởi vì khi lấy tư nó sẽ biến thành đụng đa, đụng đỉnh. À, vậy dù rằng nó không có nghĩa nhưng chúng ta có thể xác định được tiếng gốc của nó là từ đụng. Bởi vì khi lấy bốn lên sẽ là đụng đa và đụng đỉnh. Dạ. Trên gốc ở đây nó không có nghĩa, và cái từ để lấy lại cũng không có nghĩa luôn. À, còn yếu tố này thì gốc nó có nghĩa. Ví dụ như từ dễ thì có nghĩa, nhưng mà từ giải đem ra ngoài nó không có nghĩa. Không có nghĩa là gì? Không có nghĩa khớp với cái nội dung khi nó ghép lại. À, chỉ về đánh giá về mặt sắc thái, thái độ của mình nói về vấn đề này thôi. À, cô bé này tính rất là dễ, nó khác với cô bé này tính rất là dễ dãi. Dạ, màu sắc khác nhau hẳn á. Hỏi vui không con? Cũng vui vui. Dạ, vui với vui vui nó khác ạ. À. Dạ, mức độ tăng hay giảm ạ? À? Dạ, giảm ạ. À. À, hoặc là à, mọi người à, đều đi chơi, nhưng mà người người à, khi mà lấy lại từ người người ít hay nhiều ạ? À? Dạ, nhiều ạ. À. Tăng lên hoặc là giảm xuống cái mức độ. Vậy thì đó là từ lấy. Còn từ ghép là từ để hạn định lại đối tượng dị biệt hoặc là tổng hợp. Dị biệt có, ví dụ con có cái từ cây thì sẽ có cây đa à, hoặc là cây đề, thì đây là dị biệt hay gọi là phân lập cây này với cây kia, thì đây là từ ghép và nó loại là chính phụ à. Nhưng con nói cây cối thì đó là loại nào ạ? À? Tổng hợp, và nó tương đương với loại là đẳng lập. Dạ. Vì sao con phải phân biệt giữa từ lấy và từ ghép để làm gì? Để có những trường hợp sự ngẫu nhiên. Dạ, sự ngẫu nhiên, con ví dụ ạ. Mặt, mũi. Từ lấy hay từ ghép ạ? Dạ, từ ghép ạ. À, nhưng nó không phải nó theo quy luật dấu nặng và nó dấu ngã đâu. Một sự ngẫu nhiên, trùng hợp, ngẫu nhiên thôi. Ví dụ như cái từ chùa, chiền. Đây là từ lấy hay từ ghép ạ? À? Dạ, từ ghép ạ. À. Dạ, từ ghép ạ. À. Để chỉ một đối tượng tổng hợp. Vậy, những cái hiện tượng mà vô tình, nó có sự ghép nhưng mà nó lại có hiện tượng lặp lại âm. Thì nếu là từ ghép thì không sử dụng những cái luật cho từ lấy âm hoặc là lấy vần ở trên ạ. À. Có rất nhiều trường hợp giữa cái từ lấy và từ ghép nhìn khó nhìn. Vậy thì có những trường hợp ghép không sử dụng các quy luật của lấy. Đây, phần này nhìn để biết rằng đâu là từ lấy và đâu là từ ghép. Ví dụ như từ bé bỏng thì lấy hay ghép ạ?
lấy, bởi vì yếu tố bổng này nó không có nghĩa. Và từ bé này kết hợp với bổng này để cho sắc thái hóa hạn định lại cái mức độ. Rồi từ lý lẽ, dạ, từ ghép. Và nó không theo quy tắc là sắc phải đi với hỏi á. Đó là lấy âm, nhưng nó không theo quy tắc, bởi vì đây là từ ghép ạ. À, nếu như theo quy tắc sắc đi với hỏi thì từ lẽ này phải là dấu hỏi, nhưng ở đây nó là từ ghép, không phải là từ lấy á. Rồi từ nhỏ nhẹ cũng vậy ạ. Nhỏ và nhẹ đây là từ ghép, cho nên nó cũng không theo quy tắc là nhẹ nặng thì phải đi với dấu ngã. Yeah. Và từ bóng bẫy thì lại đi theo à, bởi vì từ bóng bẫy này là từ lấy á. À, cái hiện tượng bẫy này nó không có nghĩa à, mà nó chỉ làm hạn định cái bóng này, tăng cái mức độ lên mà thôi. Và từ gắt gỏng cũng vậy á, gắt gỏng, từ gỏng này kia tách ra, yếu tố này cũng không có nghĩa, mà nó chỉ làm tăng cái mức độ à, của cái từ gắt lên mà thôi. Mát, mẻ cũng vậy, cái từ mẻ này kia tách ra nó cũng không có nghĩa luôn ạ. Rồi từ mồ mã, dấu huyền nhưng mà dấu hỏi, bởi vì đó là từ ghép ạ. Rồi từng cái hiện tượng khác cũng vậy. À, đó là những hiện tượng các thầy cô phải chú ý để tách giữa cái phần quy luật của nó ra với những cái hiện tượng khác của cái từ lấy, bởi vì nó không áp dụng cho từ ghép ạ. Rồi thứ hai, hai nhỏ, hai nhỏ hay là ba, cho con số ba đi. À, cho nó thống nhất ạ. Số 3 là luật hỏi ngã cho từ đơn ạ. Hồi nãy có luật lấy âm, luật lấy vần, bây giờ luật cho từ đơn. Thật ra để mà nắm luật thì các thầy cô còn mệt hơn là để học thuộc cái từ đó hỏi ngã. Và để học thuộc cái quy luật đó còn nhức đầu hơn và mệt hơn nữa. À, cho nên các thầy cô cứ sử dụng nha, và sử dụng chú ý để quen cái mặt chữ. À, dạ, là tốt nhất ạ. Gọi là kỹ năng. Cái thầy cô đã học tiếng Việt bao nhiêu năm rồi, bây giờ là lúc lấy ra để sử dụng. Dạ, đó là tài sản của thầy cô ạ. Dạ, nó nhiều hay nó ít là do các thầy cô tích lũy ạ. Dạ, mẹo thứ ba, cho con mẹo thứ ba đi ạ. Là mẹo cho từ đơn. Trong cái vấn đề là hỏi ngã. Hỏi ngã cho từ đơn thì thường sẽ đi vào nguyên tắc là từ gần âm, à, những từ hiện tượng gần âm. Và những hiện tượng gần âm này nó liên quan đến vấn đề là gần nghĩa hoặc là đồng nghĩa. Gần âm nhưng đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa. Không thể nói đồng nghĩa hoàn toàn nhưng có hiện tượng gần nghĩa. À, ví dụ như từ, à, những từ này nó không liên quan đến dấu hỏi, dạ, nghìn hoặc là ngàn. À, đây là những hiện tượng gần âm nhưng mà đồng nghĩa. Dạ. Hoặc là trong trường tượng như là gần âm nhưng mà đồng nghĩa luôn ạ. Khi các thầy cô nói cám ơn hoặc là cảm ơn thì đây là một hiện tượng gần âm nhưng mà đồng nghĩa. Vậy trong hiện tượng của từ đơn này thì như thế nào ạ? Trong hiện tượng từ đơn này cũng theo quy luật, cũng theo quy luật luôn ạ. Theo quy luật đầu tiên là huyền ngã nặng, và cũng giống như vậy, hỏi sắc không. Vậy ở đây đi từ đầu tiên ạ. Quy luật đầu tiên là quy luật của hỏi sắc và không. Hỏi cộng với sắc và cộng với thanh ngang. Quy luật này nó xuyên suốt cả từ đơn. Liên quan đến vấn đề gần âm hoặc là gần hoặc là đồng nghĩa thì có hiện tượng hỏi đi với sắc và đi với thanh ngang. Ví dụ như từ can, à, và nó từ gần nghĩa của nó là từ cản, thì nó theo quy luật là hỏi sắc và không, cho nên từ can này sanh không thì cản nó sẽ là thanh hỏi chứ không phải là thanh ngã. Dạ. Hoặc là từ chưa, chữa, ăn cơm chưa, hoặc là ăn cơm chữa. À, chữa này là chữa hỏi chưa chứ không phải là chữa trong cái nghĩa khác ạ. Vậy thì chữa và chưa này nó nằm ở trong thanh ngang ạ, và nó sẽ là tương đương gần với từ chữa, dấu hỏi. Và hoặc là từ tan hoặc là từ tản ạ, ha, tan ra, đám đông tan ra, đám đông tản ra, thì đây cũng là thanh ngang, cho nên cái từ tương đương gần của nó là phải là dấu hỏi ạ, chứ không thể dấu ngã. Rồi. Lén hoặc là lẻn cũng vậy, dấu sắc, và nó đi cùng với quy luật là hỏi sắc và thanh ngang, cho nên nó lại là dấu hỏi từ lẻn, lén hoặc lẻn. À, người ta lén vào nhà, người ta lẻn vào nhà,
gần gần với nhau. Và có một vài hiện tượng khác nữa. Hả thầy cô, theo kịp không ạ? Con nói có quá nhanh không ạ? Dạ, dạ, thói quen ạ. Dạ, cũng khó mà sửa lại, từ từ con sẽ cố gắng sửa. Dạ, con có thể nói từ sáng đến 9 giờ đêm với tốc độ như thế á. Dạ, là khả năng nói vô tận. Ngày xưa một ngày con nói chưa được 10 câu, nhưng sau này con nói bất chấp, con có thể nói từ sáng đến tối mà không hết đề tài luôn ạ. Dạ, bệnh nghề nghiệp. Rồi, và mèo thứ hai là mèo huyền, ngã và nặng. Luật thứ hai, huyền, ngã và nặng ạ. Luật này dùng cho từ đơn, cũng trong trường hợp nếu như cái từ gần âm hoặc là đồng âm đó, gần nghĩa đó mà nó có hiện tượng gần với nhau thì sẽ theo quy luật dấu ngã khi cái từ tương đương nó là dấu huyền hoặc dấu nặng. Ví dụ như chia ra hoặc là chĩa ra, thì cái chia này là dấu huyền, cho nên cái từ chĩa tương đương nó phải là dấu ngã chứ không thể thành hỏi. Hoặc là dầu cho hoặc là dẫu cho, thì dầu cho và từ dẫu cho thì dấu ngã, bởi vì nó là dấu huyền đi với thanh ngã. Đầm nước mắt hay là đẫm nước mắt. Dạ, thì dấu huyền thì thanh đẫm, đó thì dấu ngã. Đầy hoặc là đẩy. Dạ, cái này nó cũng hơi sang chút ạ. Lời với lãi á, thì nó hơi gần ạ. Mồm với mõm ạ, dạ thì nó cũng hơi không biết xa hay gần ạ. Dạ, à, tùy vào đối tượng ạ. Ngờ hoặc là ngỡ ạ. Dạ, ngỡ ạ, ngờ à, ngỡ. Thòng hoặc là thỏng ạ. Rồi hoặc là rỗi ạ. Tại vì có một cái từ rồi và từ rỗi này nó liên quan đến một cái từ cũng hơi xưa ạ. Rồi hóng mát thuở ngày trường, nhưng cũng có cái bản là rỗi hóng mát. Dạ, cho nên cái từ này nó hơi cổ một chút, cái từ rồi với từ rỗi á. Rồi hóng mát thuở ngày trường ở trong cái bài thơ của Nguyễn Trãi, hoặc có một cái bản khác là rỗi hóng mát thuở ngày trường. Cho nên từ rồi và từ rỗi này nó liên quan đến một cái từ, từ này nó cũng khá cổ á. Hiện tại thì có lẽ không sử dụng từ rồi trong những trường hợp mà rảnh rỗi á. Dạ, nhưng mà ở trong phiên bản bài thơ của Nguyễn Trãi thì có cái tên là rồi hóng mát thuở ngày trường, hoặc là rỗi hóng mát thuở ngày trường. Vậy thì dấu huyền và dấu ngã nó đi cùng với nhau ha. Cõi hoặc là cõi, dạ, nó cũng đi cùng với nhau. À, con liệt kê một vài cái hiện tượng mà có thể khảo sát được. Đậu hoặc đỗ. Đậu, đậu là đi đậu đại học á, chứ không phải đỗ là đậu là đậu đen đậu đỏ đâu ạ. Và đỗ này cũng không phải là đỗ đen đậu đỏ luôn ạ. Dạ, đậu này là đậu vào đại học, đỗ vào đại học ạ. Rồi, đó là một vài hiện tượng. Phần này đã có bài ở, con đã gửi cho các thầy cô rồi, không cần ghi nhiều đâu ạ. Rồi tiếp theo là cho từ Hán Việt, có thể cho con cái mục nào tiếp theo cũng được, không quan trọng ạ. Chỉ quan trọng là chúng ta ghi đầy đủ thông tin để về các thầy cô có thể hệ thống lại cái bài học của mình. Còn nếu các thầy cô cầm quyển giáo trình trong tay không biết đường đâu. À, dạ, nó rất là nhiều. Và giáo trình thì rất là nhiều giáo trình luôn, và mỗi người viết một kiểu ạ. À, cho nên cứ theo người dạy đi ạ. Dạ, cũng hơi chủ quan một chút, nhưng mà học người nào dạ thi theo người đó ạ. Dạ. Thường là dạy ạ. Đó là quyền duy nhất của giáo viên. Dạ, một chút gì đó có quyền của giáo viên, là học cái gì giáo viên sẽ có quyền ra quyết định đề và những cái vấn đề thi. Dạ, giáo viên chỉ được vậy thôi ạ. À, sống ảo một chút xíu vậy thôi. À, dạ, sống sau đó xong rồi lại kéo về thực tế. Dạ, giờ sang đến cái từ Hán Việt ạ. Luật cho từ Hán Việt. Từ Hán Việt thì các thầy cô đã biết rồi, đó là những cái từ mà vay mượn gốc Hán và được phiên âm ra bằng phiên âm của tiếng Việt. À, phiên âm bằng âm của tiếng Việt, có thể là âm của chữ Quốc ngữ. Vậy thì cách phiên âm ra thì chúng ta sẽ đọc như là đọc tiếng Việt bình thường. À, nhưng nghĩa của nó có một chút thay đổi. À, ví dụ, nghĩa của tiếng Việt thì theo hướng chính phụ. Người đẹp thì là người đẹp, người là yếu tố chính, đẹp là yếu tố phụ ạ. Nhưng ở trong tiếng Hán Việt thì cấu trúc hơi đảo ngược lại. Mỹ nhân thì yếu tố chính nó nằm ở phía sau ạ. Ví dụ như từ tên lửa
Thì ở trong cái từ Hán Việt nó là hỏa tiễn. Tiễn là tên ạ. Cho nên cấu trúc nó hơi ngược lại một chút. Cho nên nhìn là các thầy cô biết đó là từ Hán Việt liền. Khi muốn dịch hiểu nghĩa ra thuần Việt thì các thầy cô phải chuyển lại một lần nữa dịch nghĩa. Cái nào mà muốn hiểu phải chuyển ra dịch nghĩa theo thuần Việt thì biết đó là từ Hán Việt. Đó là cách phân biệt đơn giản nhất với từ Hán Việt và từ thuần Việt ạ. Vậy luật cho từ Hán Việt như thế nào? Gặp những từ Hán Việt có những cái âm đầu như sau thì các thầy cô sẽ biết dấu ngã. Gặp những từ có những âm tiết có những cái âm đầu là m, n, v, l, g, ng. Dạ các thầy cô biết dấu ngã. Thì con có ghi ở trong bài đó là mình nên viết liền dấu ngã. Để các thầy cô dễ nhớ. Nhiều khi các thầy cô không có nghe con nói cho nên các thầy cô thấy con ghi như vậy chả hiểu là cái gì hết. Dạ. Đó là luật là những cái âm tiết mà có cái âm đầu tiên là m, n, v, g, l, ng thì đó là viết dấu ngã. Và cho dễ nhớ thì thấy chữ mình nên viết liền dấu ngã là các thầy cô viết liền dấu ngã những cái âm như vậy. Rồi, về ví dụ thì con cũng đã cho ví dụ rồi ạ. Ví dụ ở trong tài liệu các thầy cô cũng đã có hết rồi ạ. M. Ví dụ như từ mãnh hổ. Mãnh đây là một cái gì đó rất là mạnh, dạ, rất là dữ. Vậy từ mãnh này muốn hiểu được nghĩa thì phải thông qua một giai đoạn dịch nghĩa nữa thì đó là từ Hán Việt ạ. Rồi hoặc là từ lãnh đạo. Khi nói từ lãnh đạo thì muốn hiểu được cái từ lãnh đạo này phải dịch thành từ lãnh là cái gì? Là đứng đầu. Dạ. Hoặc là cái từ giả. Từ giả trong từ giả man. Giả là một cái gì đó nó hoang dã và nó như theo kiểu chưa có tiến bộ, chưa có tiến hóa. Vậy thì cái kiểu như vậy chúng ta hiểu rằng khi bước sang một nhịp nữa để hiểu rõ được cái từ đó thì gọi là từ Hán Việt. Dạ. Hoặc là cái bản ngã. Cái ngã này ở trong từ Hán Việt nó không phải là té ngã nữa mà là chính cái bản thân của người đó. Còn ngôn ngữ, dạ, cái ngữ này, ngôn là nói, ngữ thường nó nằm ở trong dạng viết, nói và viết. Dạ, rồi ở đây, đó là luật cho từ Hán Việt và phần tài liệu cũng đã gửi hết cho các thầy cô rồi. Bài tập thì, dạ, những hiện tượng từ Hán đọc theo âm của tiếng Việt hoặc là mượn gốc Hán thì, đây chỉ nói thêm thôi ạ, theo chính sách. Chính sách thì hiện tại thì sẽ hạn chế sử dụng từ Hán Việt trong những trường hợp thật sự cần thiết. Còn nếu như có từ thuần Việt tương đương thì sẽ sử dụng từ Việt, từ thuần Việt tương đương. Để làm gì để giảm cái mức độ ảnh hưởng? Dạ, nó liên quan đến về vấn đề chính sách ạ. Nếu các thầy cô học về vấn đề dẫn luật ngôn ngữ thì ở trong cái quá trình phát triển của ngôn ngữ của một dân tộc đều liên quan đến chính sách. Và ví dụ như phát triển của ngôn ngữ này không phát triển ngôn ngữ kia đều liên quan đến chính sách. Ví dụ một giai đoạn thì ở Việt Nam chỉ học tiếng Nga, sau đó tiếng Nga theo chính sách không còn thịnh hành nữa thì đã chuyển sang tiếng khác, ví dụ tiếng Pháp, rồi tiếng Pháp không còn thịnh hành nữa, bây giờ là tiếng Anh. Và hiện tại thì rất rất nhiều thứ tiếng phổ biến. Vậy theo chính sách và hiện tại, dạ, thì con miễn bàn về mặt chính trị. Nhưng hiện tại về vấn đề chính sách thì hạn chế tối đa những từ Hán Việt. Còn vì sao thì ở đây chúng ta không phải là học thuật chuyên sâu về nó cho nên không nói về nó. Chỉ biết rằng nếu như từ đó nó có thuần Việt tương đương thì nên dùng. Hạn chế tối đa sử dụng từ Hán Việt nếu trường hợp thật sự cần thiết và nó phải sử dụng từ Hán Việt cho trang trọng thì sử dụng. Dạ. Nhưng nếu quá trang trọng trong những trường hợp không cần thiết thì làm cho cái lời văn câu văn của mình nó xa lạ và nó cảm giác một khoảng cách với người đọc. Nếu như người nào cũng không hiểu về từ Hán Việt thì coi như cái bài viết của mình không có giá trị. Bởi vì khi viết ra thì người đọc phải cảm thụ được, hiểu được trong mình nói cái gì. Còn nếu như tất cả đều là từ Hán Việt và phải muốn hiểu, phải dịch ra thêm một đoạn nữa, phải là tùy vào đối tượng.
Cho nên nếu đối tượng nào thật sự cần thì các thầy cô sử dụng nhiều từ Hán Việt cho trang trọng. Thì còn nếu như đối tượng mà đọc là những đối tượng bình dân thì các thầy cô hãy tuyển chọn những từ Hán Việt đó mà có từ thuần Việt tương đương thay vào những cái từ Hán Việt để làm cho lời văn của mình gần gũi hơn. Và về mặt văn hóa thì hơi về mặt văn hóa thì giảm cái sự ảnh hưởng của ngôn ngữ tiếng nước ngoài. Rồi, đó là phần kết thúc của chương đầu tiên. Và các thầy cô mệt chưa ạ? Dạ, con biết mệt mà, con cũng mệt mà. Dạ. Nói chứ, cũng mệt chứ, cũng hao hơi, tổn tiếng chứ. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ, con dạy con rất là vui ạ. Thật sự rất là vui ạ. Con thấy các thầy cô quan tâm và rất là nghiêm túc trong học tập của môn này. Thì con cảm thấy coi như đó là động lực. Chứ buổi đầu tiên con về, con cũng không thấy... Con không biết gì nữa. Thì cô có thể nhắn tin cho con, gửi mail cho con cũng không thể trả lời nổi. Dạ, bởi vì áp lực công cái bài vở thì ít, nhưng mà áp lực trước một cái người học như thế này là hơi nhiều rồi. Dạ. Dạ, tại vì cái thầy cô rất là giỏi, cái thầy cô rất là am tường trong rất là nhiều lĩnh vực. Con thì hạn hẹp, cho nên nếu mà có cái gì đó chưa thật sự đúng hay là lệch hướng thì các thầy cô có thể phản hồi lại để cho con hoàn thiện hơn và sẽ gần gũi hơn với không dám nói cái từ thành phần mà một cái học sinh rất là lạ. Dạ, tại từ trước giờ con đi dạy. Dạ, con là cô ạ. Con là cô ạ. Dạ, bây giờ con là con ạ. Dạ, phần bài tập thì các thầy cô về tự làm. Dạ, không có gì khó. Và bài tập thì nếu cần sửa thì bữa cuối cùng con sẽ sửa cho các thầy cô. Bài tập các thầy cô bắt buộc phải làm. Dạ, con có in ra sẵn đây. Tuần sau con sẽ thu bài. Con cũng mới nhận được cái danh sách lớp ạ. Và cũng hơi choáng. 400. Dạ, 400 mà nghĩa là con phải chấm 800 bài thi của thầy cô. Cho nên các thầy cô thương con thì các thầy cô hãy viết chữ cho đẹp đẹp một chút. Dạ, để cho con đỡ phải suy nghĩ sau những cái chữ trừu tượng quá. Nhiều khi con phải suy nghĩ ha, nó lại hại não, nhiều khi mệt mỏi ha. Dạ, thì cô thương con hãy viết chữ gọn gàng và dễ nhìn ạ. Dạ không ạ, môn này là môn thực hành cho nên thi giữa kỳ cũng là bài tập. Bài tập thì học đến đâu thi đến đó. Ví dụ như 6 tuần chính quy thì các thầy cô có lẽ là 3 tuần. Vậy tuần thứ 2, tuần thứ 3 có thể là kết thúc tuần thứ 3 các thầy cô sẽ phải thi giữa kỳ rồi. Cho nên hôm nay sẽ kết thúc cái phần chính tả và qua luôn phần dụng từ. Bởi vì nếu như thi giữa kỳ có mỗi phần chính tả thì nó quậy quá phí đi. Cho nên các thầy cô cố gắng qua luôn cái phần từ. Dạ, thi đề thì cũng giống như là đề bình thường. Con cũng sẽ cho một mặt giấy kính luôn ạ.